Thưa quý vị, năm 2023, xã Kiến Bình được Ủy ban nhân dân huyện Tân Thạnh chọn làm xã điểm trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đây, địa phương này có nhiều cách làm hay, vô hình hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong nhân dân. Là địa bàn có tuyến quốc lộ 62 đi qua và là cửa ngõ của vùng Đồng Tháp 10 nên xã Kiến Bình luôn tiềm ẩn mất an toàn giao thông và an ninh trật tự. Để phòng ngừa tình trạng trên, lực lượng chức năng xã phát huy sức mạnh từ nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội ngay tại địa bàn dân cư. Anh em cũng như là đi tới cũng tình tra cũng như đi có công an cũng theo cũng thường. Mấy anh công an vận động cũng như là kêu mình làm hàng rào cho ổn định, bảo quản tài sản của mình. Công an xã cũng đã tham mưu cho đảng ủy ủy ban xây dựng cái kế hoạch để triển khai thực hiện phong trào điểm. Trong đó thì triển khai chủ yếu là các mô hình 5 hộ 3 quản, camera giám sát an ninh trật tự, tổ liên gia phòng cháy chữa cháy trên địa bàn ấp 7m của xã Kiến Bình. Và tiến tới thì công an xã sẽ tiếp tục nhân rộng và thực hiện các mô hình như là mô hình cổng phòng chống tội phạm, ánh sáng an ninh trật tự, rồi cảm hóa giáo dục đối tượng, rồi đường dây điện thoại nóng. Nhờ phát huy tốt vai trò của quần chúng trong việc đảm bảo an ninh trật tự, từ năm 2022 đến nay, nhân dân đã cung cấp hàng chục tin báo giúp lực lượng công an kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội và giải tán nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Có công tác lãnh đạo chỉ đạo tập trung của đảng bộ chính quyền, trong đó thì các tổ chức thực hiện như là ngành công an cũng như là các cái tổ chức chính trị xã hội các ấp đẩy mạnh tác tuyên truyền và triển khai đồng bộ các cái mô hình. Điều này nó góp phần cho chúng tôi thực hiện hoàn thành cái tiêu chí 19 trong bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Với những kết quả đã đạt được, tin rằng mô hình xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của huyện Tân Thạnh tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới, đưa Kiến Bình đạt mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm nay.